Xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng con điều hòa một cục với hai ơ, một con máy khá là đẹp các bạn này, mẫu mã đẹp nhé, có tăng giảm nhiệt độ trên máy khá là hay luôn. Nhiệt độ đang test tại cửa gió của máy này 13 độ C. Em để mã số 2. Test ok rồi, hình thức nguyên zin, không sửa chữa bất kể hạng mục nào. Tất cả các bác mua thì trên hình clip em quay như nào thì máy nguyên bản như thế nhá. Máy nói chung là còn rất là chắc chắn, mẫu mã đẹp, cửa gió thoát khí nóng ạ. Đây là cái cửa gió thoát khí lạnh. Con này có cái đặc điểm rất là hay các bạn này, tăng giảm nhiệt độ cài đặt trên máy được luôn nhá. Đóng trên máy này, không có điều khiển từ xa đâu ạ. Đấy, sau khi cài đặt xong thì nó báo về nhiệt độ phòng của các bác, sẽ nhảy về nhiệt độ môi trường. Đây, nhiệt độ của khu vực phòng đang là 33 độ C. Còn cái nhiệt độ này là nhiệt độ mình cài đặt nhé. Đấy, nhiệt độ tăng giảm, nhiệt độ cài đặt thì đủ với cái nhiệt độ mình cài đặt này thì nó sẽ nhảy dơ le và ngắt. Máy còn rất là đẹp này các bạn này. Chiếc này bán là 3,3 triệu nhé, bảo hành 6 tháng. Chưa phí vận chuyển. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000. Chiếc này thì phù hợp cho các bác dùng trong phòng khoảng 15m2 đổ lại, lắp đặt bất kể nơi đâu. Máy sử dụng điện 100V, nên các bác phải cắm qua biến áp điện 100 nhé, chứ không cắm thẳng điện lưới Việt Nam mình ở đâu ạ. Có thể phù hợp lắp cabin ô tô, phòng trọ hay là những nơi mà không lắp được cục nóng, hoặc là các bác di chuyển đi đâu hoặc lắp chỗ nào thì tùy thích các bác. Đấy, máy nó chỉ có như vậy thôi. Chiều cao này của nó là 75 phân này, chiều ngang này 35, sâu này 25. Các bác cắm điện là mát thôi. Đây, các bác nhìn xung quanh em cắm điện là mát nhé, không cần phải lắp đặt cái gì cả. Để bố trí đường thoát khí nóng cho nó đằng sau này là các bác chạy thôi. Chào các bác.